Ây da, anh vợ xem nào, anh vợ xem nào. Kêu không? Kêu. Sao vậy tí? Đấy, cắm. Con này em phải bay đấy. Nhưng bé tí này thì cậu cắm sáo đâu? Đây. Ôi, bay ác. Thả rồi gì? Thả rồi, vừa thả xong à, tung xuống định nó sáo thả tiếp. Đấy, anh em thấy ngon không? Hàng hơi ngon. Bé tí. Hơi kém, mồi to tay lên tí nhá. Chả cần. Cái con cốc này em mồi to tay như bay luôn. Con này đàn đâu? Bao nhiêu phân em? Em chưa đo. Con thế này 1 mét trước mày bảo. Mét á? Đu đi, đu đi, chạy đu đi. Thằng bé thằng anh mà thằng thằng anh của thằng lớn mà. Thắng. Sợ nó vướng con kia không? Đấy, anh em nhìn thấy con chính mỹ chưa? Sáo chiếc nên không biết có kêu không? Em chưa. Rồi. Rồi. Được rồi đấy. Lên. Sáo. Ôi, to tay. Chạy dài ra. Sợ vướng con của mày. Vướng ở gì ra? Vướng chưa? Chưa. Không vướng, không vướng. Con này không cần mồi mấy mà. Cho lên lên đằng trên vậy. Con cốc của em. Ui, nghe như kiểu là ấy nhỉ. Sao nó lại chéo sang bên đấy? Nó không phải lé, nó còn hơi lé như thế này. Chỉnh lại vậy, chỉnh lại nèo vậy. Ok, cho xuống chỉnh lại nèo nha anh em nha. Wow, wow, wow. Ui trời ơi, tí vào mặt. Tháo sáo à? Nặng à? Không đủ gió để cho nó tải. Tháo sáo. Cầm lấy đi. Đấy, rồi. Phải cọc này chứ, cọc to quá thì ấy. Lên trên bé nghe bài tí. Không, nếu mà không có con nào thả thì con này chỉ rửa môi thôi. Ừ. Đu đi. Đang định đi nấu cơm. Lên đi. Thôi. Chạy đi. Lên. Chạy đi. không đủ đâu, phải cho xuống. Ôi, anh ạ. Phải lên trên được cơ. Không, ở bên nhà em gió ngon lắm. Đấy là nó có cơn, vừa lên phải anh em, vừa lên có một cái cơn to. Cơn to. Không cơn thì luôn, chạy im phập phập. Em mình ạ. Cái lúc em vừa ra mà nó có một cơn. Nhưng mà bóp rồi đây, đường gió rồi đã lên rồi đấy. Ôi, lên xuống. Đang thả dây à? Tầm này là ok rồi. Đấy, tầm này là lên được rồi. Ui, căng phết đấy. Ừ, sáo lên được. Mà sao nào, ui. Ôi, đừng đùa. Mẹ Thảo giờ có mà đi đuổi dây cũng ác ấy. Lên rồi, ui. Cái này nhá, sáo ngon luôn. Lên nhưng mà phải chạy đường dài. Ừ, ui lên tít luôn anh em này. Tại vì lúc nãy chạy ở dưới không có gió nên là đành phải tháo quả sáo. Giờ Thảo vẫn rượu không lên, chả nhìn gì cả. Sơn ấy màu đỏ hoặc màu gì ấy nhỉ? Sơn như kiểu rượu carbon này. Con trắng đỏ là sơn nhá. Con của anh Hùng. Sơn kiểu. Con này là... Ừ, sơn được. Này kiểu màu đấy. Ui ui. Ui chắc tay chứ không phải đùa đâu. Ui, một chỗ gió đã. Ừ. Chắc tay ác luôn đấy. Mùi rau ở đây toàn mùi rau thôi. Đi đâu? Đi đâu? Đi. Sợ vệ sinh á? Hả? Hay là sao? Ui ui, này. Nặng mà. Phải đây. Ôi, anh không nghĩ là nó nặng thế cơ. Cái phát đầu em tưởng đèo giữa luôn. Ui 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 ui. Ôi, anh em nhìn chưa, diều lên ác luôn đây này. Lúc ấy cũng không nghĩ là nó trên gió to này đâu. Không có màu nhìn nó khổ. Ờ, đấy, đẹp luôn rồi đấy. Vừa mới chuẩn bị vét tôi mà nấu. Nghe nó đang nấu cơm giờ rồi, kéo đi rồi thả diều. Ôi, một tải đi mà đếm tiền đúng tiếng rồi. Ui ôi, xuống. Ui, thoải mái đấy. Ôi ôi, xuống kìa. Rơi kiểu rơi tự do. Mắc leo rồi. Ok, kệ nó thôi, xuống đây thôi. Điều xa đâu. Ôi, ra đẹp thôi. Con này mấy lần bay mặt. Bay xong lại gắn. Bay xong lại gắn mà. Nó lại kêu như bình thường. Ừ. Kéo từ trên cây xuống nó còn rụng. Phải cả keo. Keo nó minh hai của đời mới. Keo đều.
Hàng chính Mỹ Mili. Ôi giời, ai giả, không cần phải buộc luôn nhá, được không? Chốt luôn, không cần phải buộc luôn anh em. Sáo này. Đấy, con này vừa thả vậy là ok rồi anh em ạ. Ok nhá, video này tạm dừng thôi. Hẹn gặp lại anh em trong video sau nhá. Nhớ để lại cho mình xin một đăng ký kênh đấy. Đăng ký kênh, nếu mà nói chung là các bạn mà càng đăng ký kênh mạnh thì nói chung là kênh càng phát triển và nhiều video hay hơn cho các bạn xem nhá. Đừng tiếc một đăng ký anh em.